Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư tôn kính của chúng con, kính bạch chư tông đức, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu, thật sự là một nhân duyên lành may mắn cho thành phố Đà Nẵng chúng ta hôm nay được nhiệt liệt chào đón ân sư quang lâm về đây. Và hôm nay đặc biệt ngài Từ Bi có một thời pháp thoại để mà khai thị chỉ dạy chúng ta, giúp chúng ta tu học càng ngày càng tiến bộ hơn, giúp chúng ta sửa chữa tất cả những lỗi lầm của mình. Và giờ đây trước khi chúng ta cung thỉnh ân sư chia sẻ khai thị, có nhóm của những người khiếm thị cũng như là đạo tràng Cửu Liên Tịnh Độ của cô Sương ở tại Đà Nẵng có những bó hoa lên cúng dường cho sư phụ. Giờ đây xin thành tâm kính mời nhóm của những người khiếm thị lên để mà cúng dường vòng hoa cho sư phụ, bó hoa. Tất cả mọi người chúng ta cho một tràng pháo tay ha. Và giờ đây xin mời đại diện đạo tràng Cửu Liên Tịnh Độ có một cái bó hoa tươi thắm lên dâng lên cúng dường cho sư phụ. Dạ, kính mời mọi người. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay thì là lớn cho là dài nha. Và kính mời hai chú về vị trí cũ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư tôn kính của chúng con, giờ đây đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh như pháp. Chúng con đang lắng lòng thanh tịnh chờ đợi những lời vàng ngọc từ sư phụ. Chúng con thành tâm cung thỉnh sư phụ từ bi hoan hỷ khai thị chỉ dạy chúng con, giúp chúng con nhìn ra những lỗi lầm hàng ngày của mình, giúp tất cả chúng con nhìn thấu nhân quả, buông xả vạn duyên, chí thành niệm Phật, nên trong đời này tất cả đều được vãng sanh thế giới cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư tương đối cũng khá đông, làm cho giấc nhà vô cùng quan thị. Quý vị cho anh chàng pháo tay. Thưa quý vị, trong một chuyến đi của giấc nhà, đây là chuyến đi đầu tiên lâu ngày. Lúc trước chỉ có đi một tỉnh giảng hoặc từ thiện cho thuốc xong là về ngay. Tuy nhiên đợt này đi ra Bình Định, ra Quảng Nam, ra Đà Nẵng, đáng lẽ chiều nay ra Huế, mà Hòa Thượng Khế Chơn ở chùa Thiên Minh nói là chiều ngày mai bắt đầu bão vào Đà Nẵng, Huế, theo như thông tin của dự báo thời tiết đài truyền hình. Rồi Chủ Nhật cũng là bão nó đến, cho nên thành ra chương trình của Giác Nhàn ở ngoài đó đáng lẽ là có trại đàn chẳng tế để cúng hồi hướng cho các vị chết vì bị lũ lụt thiên tai miền Trung. Đây là cái suy nghĩ của Giác Nhàn. Tại vì mình cứu những người còn sống, cứu ngặt, tức là cho quà nhiều quá mà không suy nghĩ đến người chết. Mà người sống và người chết, cái khổ đau và thiếu thốn mất mát vẫn bằng nhau. Có khi người chết người ta khổ đau nhiều hơn. Vì vậy cho nên trong thâm tâm muốn ra để làm một cái lễ cầu siêu bạc độ tại nơi chùa Thiên Minh của Hòa Thượng Khế Chơn. Ngài nhận rồi, đưa tiền xong hết rồi, gửi 300 triệu ra ngoài đó để 200 triệu là chẳng tế, 100 triệu là để cho quà từ thiện, và có thêm ỷ lạo ngoài đó
và có nhận lời với người khiếm thị 200 người ở ngoài Huế là trưa thứ bảy có mặt ở đó, nhưng mà cuối cùng chuyến đi đó không có thành công là bảo chuẩn bị vô, cho nên hòa thượng đình lại cái cha đàn chẳng tế. Thành ra thì trưa hôm nay ăn cơm xong đoàn xe vô lại, còn riêng Giác Nhàn với thầy Nhân Minh với thầy Nhân Giác thì đi máy bay bay vô lại. Cái việc mình không làm tròn cái Phật sự là cha đàn chẳng tế, tuy nhiên hòa thượng vẫn nói là tuần sau, thứ bảy chủ nhật tuần sau vẫn có cái đoàn hương nguyện vô trong Hà Nội để cúng dường, để một số người trong chùa thầy ra, cũng ít thôi, một số mấy thầy ra để làm cái lễ cha đàn chẳng tế này. Thì vậy cho nên thành ra chương trình này đó thì thầy mong những người có mặt hôm nay giúp giùm thầy một việc, đó là ngày thứ bảy sáng có mặt ngoài đó để tham dự cái đàn này. Vì cái đàn này là cúng kỳ siêu bạc độ rất lớn, từ khi bắt đầu Bảo Lục đến hôm nay chưa có chùa nào cúng, đúng không? Chưa lập đàn chẳng tế cúng cho các vị hương linh. Nếu ai có những vị hương linh trong gia đình đó, gửi cho số 74 thầy Nhuận Minh, chú hòa thượng không nhận nhiều nơi quá, 0909747474, chỉ cần nhắn tin qua bên đó thì thầy Nhuận Minh sẽ nhắn tin ra ngoài Huế chùa Thiên Minh cho hòa thượng, để hòa thượng sắp xếp ghi vào trong cái sớ cầu siêu bạc độ. Thì cái việc cầu siêu bạc độ thầy vẫn thấy đây là việc cần thiết và có kết quả hiệu ứng, chứ không phải là chuyện làm không nhìn thấy hương linh mà mình cúng cho có cúng cha mẹ mình không biết hưởng được hay không. Cái chuyện này không phải như vậy. Chúng tôi nói như vậy có căn cứ là sáng hôm qua có hai anh thanh niên từ Hải Dương vào, mới sáng Giác Nhàn công phu vừa xong, chiều hôm kia về thì tối ngủ lại nhà của thầy Thiện Thông này, thì sáng gặp hai anh thanh niên. Anh mặc áo tràng, còn anh cầm cái điện thoại. Chúng ta hỏi cái chuyện gì, anh nói là con có người quen trong gia đình sinh năm 1934, thì cô này cổ mất xong thì 10 ngày sau ba người trong gia đình mất tiếp. Thì cô này cổ nhập vô, cổ mới nói rằng là phải đi tìm thầy Giác Nhàn, và tìm thầy sẽ gặp và thông tin hỏi qua số điện thoại thầy Nhuận Minh để mà nhờ thầy bạc độ cúng dùm hoặc hồi hướng dùm. Mà khi gặp thầy thì chỉ cần thầy niệm Phật 3 lần rồi đọc tên đi rồi là họ mãn nguyện. Thì chúng tôi nói thầy thì đức độ không có, không bằng các vị hòa thượng, sao mà hương linh này kêu thầy chi vậy, sao không kêu mấy người khác, thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là thầy chỉ cần nhờ thêm mấy cái đàn bạc độ của hòa thượng, chứ thầy cũng không đức độ để mà cúng đâu. Tuy nhiên hương linh tin thì thầy vẫn làm. Thì họ gửi cái phong bì 10 triệu thì chúng tôi sẽ phóng sanh và hồi hướng cho bốn vị hương linh. Ảnh nói là người nhà nhờ vô, cho nên thành ra cần có cái điện thoại quay một chút, thì thầy kêu quay chỉ biết vậy thôi, chứ thầy thì thực ra không có tài năng gì đâu. Mà hương linh có nhân duyên như vậy đó, thì thầy sẽ gửi ra ngoài trai đàn bạc độ của hòa thượng. Thì sáng hôm qua sớm chưa nghe hòa thượng báo là ngưng cái đàn này, thì chúng tôi có gửi về tỉnh thất để hồi hướng. Ý muốn nói rằng là khi họ biết chúng tôi làm trai đàn bạc độ ở Huế và biết chùa chúng tôi là niệm Phật liên tục và thời gian một ngày coi như là 8 tiếng và hồng hộ niệm là 24/24 và phóng sanh mỗi ngày luôn, 5 triệu phóng sanh, một tháng 150 triệu phóng sanh, cho nên họ tin tưởng cái công đức chúng tôi làm, cho nên họ kêu hai người này vô cho bằng được gặp chúng tôi. Khi vừa gặp xong thì chúng tôi mời hai anh này ăn sáng, thì chúng tôi vừa xuống là anh đi về liền, anh nói gặp xong là anh đi về ngay. Thì đó là cái việc mà chúng tôi nói là quý vị nên quan tâm đối với thân bằng quyến thuộc mình khi gia đình mình mất. Một năm, hai năm, vài chục năm chưa siêu cũng không chừng. Mà nếu ai trong 49 ngày hoặc là 100 ngày gì đó quý vị gửi tên ra cúng chúng tôi, nó có kết quả đó. Bởi vì cái công đức của các thầy cha đàn chẳng tế và cái việc mà chùa Thiên Minh của Hòa Thượng Khế Chơn làm là chúng tôi thấy nghi lễ rất tuyệt và làm rất cung kính trang nghiêm. Nếu mà ngày đó thì chúng tôi nghĩ là hết bão mà chúng tôi không ra được nữa. Bây giờ chúng tôi nguyện đi một chuyến này xong là chúng tôi về đóng cửa tịnh tu. Cho nên hôm qua hòa thượng có nói thôi thầy ra đi rồi thầy quay về tịnh tu cũng được. Kêu dạ không, con có nguyện là một chuyến đi này nếu mà chót lọt đủ hết thì con đi.
Nếu mà không được thì các thầy cũng ra làm lễ bình thường, con xin bà thượng cho con ở nhà bế quan tịnh tu, ít có đi đâu. Tính ra từ khi bên Mỹ chúng tôi về đây là gần 4 năm chúng tôi không có đi đâu, không đi đâu qua ra khỏi, chỉ có xuống dưới Vĩnh Nghiêm giảng 8 lần rồi đi Sài Gòn chút về liền. Bởi vì hôm nay thì nó cũng già cả rồi cho nên sức khỏe nó cũng kém. Nói già cả do cho thực ra chúng tôi mới 49 tuổi thôi, nhưng mà cái thời gian chúng tôi làm việc quá nhiều, cả một cái công trình coi như là ở chùa công việc quá nhiều, cho nên thành ra chúng tôi phải dành thời gian để công phu. Vì nếu mà mình không có công phu thì phiền não nghiệp chướng nó nổi lên, mà nó làm chủ bản tâm mình rồi thì lúc lâm chung nguy. Chỗ này quan trọng lắng nghe. Tổ sư ông Quang nói nếu người nào niệm Phật, trì thần chú đại bi, tụng kinh, tu hành, tu nhân tích đức, làm chủ bản tâm, thích nghe pháp, thích tu tập, thì ngày này lúc lâm chung sẽ được siêu thoát. Nếu có niệm Phật thì vãng sanh cực lạc, còn không thì sanh về cõi an lành, còn không làm người lại cũng gặp Phật pháp, chứ còn không là một đời không bằng một đời do bản tâm mình tham sân si làm chủ. Hôm trước chúng tôi nói chuyện ở trong Quy Nhơn cũng có một cái nhà khách sạn của Phật tử, là chúng tôi là nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Nó mà đã làm chủ mình rồi thì nghiệp tham là đọa ngạ quỷ, sân là đọa địa ngục, mà si mê là đọa súc sanh. Mà nó không thể nghĩ bàn, tức là nó là thai tạng, nó là quyến thuộc, nó dắt mình đi đọa lạc. Nó làm chủ bản tâm mình rồi. Trước khi mình sanh ra làm người, cái nghiệp ái tức là tham mến và luyến tiếc làm chủ bản tâm, cho nên chui vào bụng mẹ. Người không có nghiệp ái không vào cõi này. Ái bất nhiễm bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Vì vậy cho nên thành ra mình có niệm ái làm chủ bản tâm, cho nên mình gặp cha mẹ ân ái, mình vô trong bụng cha mẹ làm người con, là một con người 9 tháng 10 ngày đẻ ra. Còn nếu niệm mình là niệm Phật, tích lũy thiện căn phước đức, làm chủ bản tâm, thọ mạng chưa hết. Nhớ nghe, nhớ người niệm Phật thọ mạng chưa hết là chưa chết, mà tâm thức họ đã vào trong liên thai và họ hóa sanh trong hoa sen về Tây Phương Cực Lạc, khác hẳn một trời một vực với con người phàm phu chúng ta. Mà con người mà niệm Phật vãng sanh, con người chúng ta có khả năng làm được chứ không phải không làm được, điều mình không chịu làm thôi. Và không ai chỉ vẽ, mà chỉ vẽ mình không làm là bởi vì do gì? Nghiệp chướng mình quá sâu dày, căn lành mình quá cạn mỏng. Nhớ không? Như vậy hôm nay mình biết cái gì để làm chủ bản tâm mình, đó là niệm Phật. Bữa nay Ấn Tổ trì thêm, chỉ mình thêm trì thần chú đại bi, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Có ai có duyên thì tụng kinh Di Đà hoặc là kinh Vô Lượng Thọ cũng được. Hàng ngày lấy cái này làm niềm vui, thì lúc lâm chung Phật cùng thánh chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là sự thực chứ không phải là chuyện lừa dối quý vị đâu. Các vị khiếm thị nghe rõ không ạ? Có thấy thầy không? Không. Sao thế? Nghe tiếng nói. Nghe tiếng nói chứ không thấy mặt phải không? Dạ. Mà nghe trực tiếp là thấy qua hơn qua băng đĩa không? Dạ. Tha thiết quá mà không à. Rồi thôi, riêng đoàn khiếm thị chút nữa 200 người thầy tặng cho mỗi người một cái máy nha. Dạ. Với lại trong cái chuyến từ thiện này thì thầy tích cái quỹ ra, thầy tặng 10 triệu để mà về để giúp những người nào mà thiệt nghèo hoặc giả làm cái gì thì làm. Tuy rằng quý vị không nhu cầu. Nghe cô Sương nói là người khiếm thị chỉ cần dắt nhàn ra nghe tiếng trực tiếp, không có phải là người nghèo. Nhưng mà thầy hôm nay cũng trích ra cái quỹ để tặng cho quý vị 10 triệu để quý vị lấy làm lộ phí nha. Dạ. Hân hỷ ha. Dạ, vậy đâu ơi. Rồi cái buổi nói chuyện của thầy hôm nay gần như là một cái buổi nói chuyện rất là quan trọng. Sau khi đó là thầy về thầy tịnh tu, thỉnh thoảng chủ nhật thầy lên thầy nói chuyện ít thôi. Cái là 15, 2, 30 phút trong cái lúc phóng sanh mỗi buổi sáng 8 giờ, chủ nhật thì 10 giờ. Và nhớ, mọi Phật tử nhớ nè, phát trực tiếp mỗi ngày 19 của mỗi tháng. Ngày 19 của mỗi tháng, 19 tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2 đều có lễ vía Quan Âm từ 3 giờ khuya. Giác nhàn có cái âm thanh của giác nhàn lễ, ai có đường truyền internet thì mở đạo tràng trong nhà của mình lại chung với giác nhàn. Cái chỗ này là bữa nay là thời hiện đại, là mình phải tu theo kiểu khoa học hiện đại, ở tại nhà tu, khỏi phải đi đâu, được chưa? Đó, những thông tin này quan trọng nha. Những thông tin này quan trọng đó. Mỗi ngày các vị khiếm thị có cái tivi bắt lên ngồi coi, nghe thầy phóng sanh, quý thầy phóng sanh, công đức phóng sanh kéo dài thọ mạng. Quý vị tin không? Hòa Thượng Tịnh Không nói tôi là người chết yểu, tử vi chấm tôi sống không quá 35 tuổi. Cha tôi lúc trước làm nghề săn bắn,
săn bắn, cho nên thành ra khi cha tôi chết rất thảm thương. Đó là cái nhiệt sát sanh, khi thấy nước là đâm đầu xuống nước, rồi thấy núi chạy lên núi, rồi nó cứ dắt chạy lên chạy xuống, xong rồi chết luôn. Tuy rằng mình không trực tiếp giết những như ba hòa thượng Tịnh Không, nhưng mà mình ăn thì cũng là gì, gián tiếp giết. Các người khiếm thị ăn chay trường nhiều không? Có nhiều người ăn chay trường không? Sao em ru vậy? Người không có ăn chay trường, có việc gì xảy ra, thọ mạng chúng sanh chết vì mình ăn. Thọ mạng chúng sanh đang sống mà người ta giết, nên mình không kêu người ta giết mà mình mua ăn, mình là cộng nghiệp. Khi mà mình cộng nghiệp, mình ăn thịt chúng sanh, trong đó thọ mạng mình ngắn. Thế vì con thú nó sống 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 5 tháng, 10 tháng, 1 năm, mà người ta giết để người ta cung cấp cho mình ăn thì thọ mạng mình ngắn. Quý vị tin điều này không? Trong kinh nói mà không tin nữa là chuyện lạ. Như vậy hôm nay mấy người khiếm thị không ăn chay trường mà ăn 1 tháng, như vậy là 10 ngày phải không? Thôi bữa nay ăn chay ngày đi, ngày nào cũng ăn đi, được không? Ôi ôi cha mẹ ơi, mấy người ở Huế ngưỡng mộ thầy quá chừng luôn mà chưa ăn chay trường coi kìa. Mấy người ở Đà Nẵng ăn chay trường quá chừng luôn đó. Các cụ già ở chùa thầy mấy trăm cụ á, ăn chay trường. Có một bà già giết vịt, nấu bán cháo vịt, cái đầu cứ ngút 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 như vậy, chữa thuốc gì không hết, đi bác sĩ chăm cứu kiểu gì cũng không hết. Lên chùa thầy ăn chay trường 3 tháng cái đầu hết ngút luôn. Vậy hôm nay mấy người khiếm thị về cố gắng ăn rau nha. Ăn rau vẫn có sức khỏe mà, hả mà. Như vậy là cái sát nghiệp nó làm cho con người mình thọ mạng ngắn. Thứ nhất, thứ hai nữa, ăn vào những cái chất thịt đó, lắng nghe cho kỹ nè. Vì sao người đó sống có thể 100 tuổi không đau bệnh, mà vì sao người đó sống chưa tới 60 tuổi hoặc 40-50 tuổi người ta chết? Liên quan đến cái chuyện ăn thịt và liên quan đến cái chuyện sát hại chúng sanh mà ra. Trong kinh nói rõ ràng, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và sẽ thành Phật trong tương lai. Và tất cả chúng sanh đó là gà, vịt, heo, chó đều là chúng sanh cả, nó có Phật tánh, nó là thành Phật trong tương lai. Mình không giết mà mình mua ăn là cũng cộng nghiệp và đem tiền thuê người ta giết. Tổ sư Ấn Quang nói như vậy. Nếu mà mình cộng nghiệp với sát hại sanh linh như vậy thì dễ đau bệnh và thân thể mình gặp nhiều tật bệnh và thọ mạng ngắn. Lắng nghe cho kỹ. Có cái câu chuyện này trong văn sao Tổ sư Ấn Quang kể nè. Lắng nghe câu chuyện này nghe. Hai mẹ con cô này không biết tu hành, chắc là cũng tạo sát nghiệp nhiều, cho nên thành ra là bà này bà bị chết. Thì đứa con này nó cũng khoảng mười mấy tuổi mà nó cũng mất cha trước rồi, cho nên bà này bà mất thì đứa này nó mồ côi. Thì nó thấy nó mồ côi cho nên thành ra nó nghe người ta chỉ là làm cái việc mà mua dầu cúng cho Phật á, là tốt lắm. Nó mới đi nguyên mộ nó xin. Nó xin hết người này người nọ, mà ai cho là nó ghi tên vô và bao nhiêu tiền nó ghi vô một cuốn sổ. Tổ sư Ấn Quang kể câu chuyện này rất hay, lắng nghe kỹ nha. Thì cuối cùng là khi mà nó quyên mộ cũng khá nhiều rồi, sau đó buổi trưa nó đang nằm ngủ, nó thấy mẹ nó xuất hiện, nói con ơi, mẹ lúc trước á, mẹ là con người mà mẹ sát sanh mà tạo nghiệp xấu ác, bây giờ mẹ làm con heo. Đúng như trong kinh nó, người chết làm heo, heo chết làm người, người chết làm dê, dê chết làm người. Mẹ làm con heo mà ở cách khoảng mấy căn nhà phía dưới đó, ông chuẩn bị ông giết mẹ đó. Cho nên con tới con tìm cách mua chuộc đi, trong thôi không giết mẹ là mẹ đau khổ vô cùng. Mẹ có duyên với con là mẹ ứng hiện, mẹ báo con mẹ là con heo cách mấy nhà đó, là con tới con coi, cố gắng cứu đi. Thì nó giật mình dậy, nó kêu không biết thiệt hay là giả, nó tới thiệt cái nhà đó. Thì nó thấy cái ông đó đã giết con heo rồi. Nó trở tay không kịp, mà dẫu cho nó tới nó cũng không có tiền để nó chuộc. Thì lúc đó khi nó thấy đúng cái nhà đó và con heo là mẹ nó rồi á, nó lăn nó khóc, nó bò nó lăn nó khóc, coi như là nó khóc nó nhỏ là trong văn sao Ấn Tổ nó là nó khóc dày dụa, mà nó khóc coi như là quá chừng. Và từ lúc đó nó thề là nó không ăn thịt nữa, bởi vì con người có thể thành con heo làm sao mình ăn thịt được. Lúc đó nó không ăn thịt nữa và ăn rau củ thôi. Bây giờ nó thấy cái tình trạng má nó thành con heo, một con heo bị giết như vậy, cho nên nó hãi quá, nó sợ quá, nó không ăn thịt nữa.
thì sau đó rồi bắt đầu nó tiếp tục quyên bộ tiền để cúng dầu cho Phật. Thì sau đó rồi bị bắt nhầm, có một người cùng tên với anh chàng đó là anh cướp của giết người, cho nên thành ra người ta mới phanh phui ra là thấy cái anh chàng mà quyên dầu này nè là cùng tên họ luôn. Thì nó ổng kêu oan, ổng nói là tôi là người oan, tôi không có giết ai. Người ta nói không có giết ai, hình như là ông là người giết người, cho nên bọn của mày là ghi trong sổ quá nhiều, là đó là người tên của tụi mày lấy tiền của người ta giết người phải rồi. Ông kêu không, cái cuốn sổ này tôi muốn quyên bộ dầu chứ không phải là người ăn cướp đâu. Cái quan huyện ở dưới không tin thì bắt đầu đưa lên quan trên. Ông quan trên này ông rất là công minh, ông sáng suốt. Ông mới nói mày kêu oan như vậy đó, mày không, mày có cái gì làm chứng? Nó kể ra câu chuyện mà đúng cái câu chuyện này là cứu được sống đó. Nó nói má tôi là con heo, kêu tôi tới nơi đó cứu mà tôi cứu không được, rồi cuối cùng người ta giết đi rồi, tôi thấy người trở thành heo, heo trở thành người, làm súc sanh là từ con người biến hiện, tôi nghĩ như vậy cho nên tôi ăn chay. Ông kêu à, nếu mày thực sự là ăn chay, tao mang một dĩa thịt tôi để trước mặt, nếu mà mày ăn bình thường á, tao ép mày ăn bình thường không có chuyện gì á, mày đúng là bị cáo giết người. Còn nếu mà biểu hiện ăn không được á, ông nói trong lòng thôi, thì ông kêu ôi như vậy là mang dĩa thịt ra đây, ông để trước mặt, ông đập cái bàn cái rầm, ông kêu ăn. Thì nó vừa thấy dĩa thịt, nó cầm đũa ông đó gấp nó đưa vô miệng thì nó ói máu liền. Nó sợ cái cảnh là thịt là con người, nó nhớ cái cảnh con heo là mẹ nó, cho nên nó vừa gấp miếng thịt nó bỏ vô miệng là nó ói máu. Thì ông quan này ông nói ồ thằng này bị oan rồi, nó ăn thịt không được. Nó như vậy là nó thấy heo biến thành người, người biến thành heo, như vậy nó kể câu chuyện này là đứa này bị oan. Cho nên ông quan này ông trấn án, tức là ông giải cho nó xuống và ông trả nó về, và ông chỉ cho nó một ngôi chùa, nó vô nó tu. Thì cái vị này về sau Ấn Tổ nói là tu hành đắc đạo và thương chúng sanh, thường phóng sanh, sống đến cả trăm tuổi và niệm Phật vãng sanh. Quý vị nghe câu chuyện này quý vị thấy như sao? Súc sanh có phải là người không? Súc sanh có phải là người không? Súc sanh thân tướng không phải là người, mà tâm thức nó là con người biến thành súc sanh. Cho nên nó nghiệp lực sát sanh rất là nặng nề với chúng sanh trong cõi này. Chúng sanh trong cõi ta bà mình đây nè, thương nhất là thân mình, cho nên lấy thịt chúng sanh đắp vào thân mình nói là bổ khỏe. Còn Bồ Tát thương nhất là chúng sanh, cho nên cứu chúng sanh, không bao giờ giết hại chúng sanh để nuôi thân mình. Cái câu này quan trọng cực kỳ nghe. Nói cái câu này để những người mà ăn mặn phải về suy nghĩ đó. Phải về suy nghĩ đó. Mình nghe pháp là mình phải tu tập để mình chuyển hóa nội tâm của mình. Tu tập phải là cái gì? Đầu tiên là lòng từ không giết, là tịnh nghiệp tam phước để hồi hướng về cực lạc. Lòng từ không giết không những là trực tiếp giao giết nó, mà là gián tiếp không mua để ăn, thì người này mới gọi là lòng từ không giết. Đồng ý chỗ này không? Đồng ý. Cái chỗ này quan trọng lắm à. Luật của nhà nước Việt Nam mình cũng như trên toàn thế giới, giết người sát nhân là giết người mới có tội, còn giết tất cả các loài chúng sanh không có bị vào trong luật của nhà nước. Đúng. Nhưng luật nhân quả, chỗ này bữa chúng tôi có nói với Bình Định nè, luật nhân quả vẫn ghi tội quý vị vào trong cái việc ăn và giết loài súc sanh. Luật hình sự không có, luật dân sự không có, luật pháp không có. Giết loài súc sanh, gà vịt heo chó không bắt bỏ tù. Luật nhân quả ghi tội trong sổ sách. Lắng nghe nè, lắng nghe chỗ này nè. Đầu tiên quý vị còn ăn mặn nghe chúng tôi, quý vị hơi gợn gợn, hơi ghê ghê, hơi sợ sợ, nghe riết nó quen rồi chuyển ăn chay trường cho coi. Lắng nghe câu chuyện này nè. Có cái ông này, ông có nhân viên ban đêm là ông đi xuống địa ngục. Ông đi xuống cái chỗ mà hành hình về cái chuyện mà mình nói giống như bà Thanh Đề đúng không? Rồi, ông xuống thì ông thấy dưới góc sổ ở dưới địa ngục á là ghi tên của bà vợ ổng và quăng chết một con gà một cân hai lạng. Thì khi mà ông thức dậy, ông nói bà, hồi hôm qua bà có quăng chết một con gà một cân hai lạng đúng không? Bà chối, bà kêu không có, không có, không có. Tôi làm gì có quăng đâu. Thường mấy lần bà hay làm, bà sợ, bà hay chối, chối lẻo 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 à. Ông nói bà còn chối tôi nữa, bà còn giấu tôi nữa. Dưới địa ngục có ghi tên bà. Tôi coi tôi thấy cái tên bà dưới địa ngục là quăng chết một con gà một cân hai lạng. Tôi gấp cái góc sổ tôi về tôi hỏi bà mà bà không có chịu báo cho tôi. Bây giờ bà khai thiệt với tôi đi. Nếu không có bà đọ địa ngục rồi mới thấy có. Thì bà thấy ông chồng nói quả quyết, bà kêu ờ đúng rồi, hôm qua nó ăn tôi mấy hộp bắp lúa tôi phơi, cho nên tôi cầm cái dùi á,
Ờ, qua đây coi cái đùi ha. Cầm cái cây tôi phan cái vèo ngay cái cổ nó ngã cái nó chết rồi. Như vậy thì bây giờ bà phải mang qua xin lỗi người ta, bao nhiêu tiền bà phải trả. Chứ nếu mà bà không trả ra cái tên dưới địa ngục nó còn ghi sổ bà. Luật pháp không có ghi, luật pháp nhà nước không ghi sổ bà, nhưng mà luật nhân quả ghi sổ bà đó. Tôi có coi dưới đó rõ ràng, tôi không có lừa bà đâu. Tôi vợ chồng mà chẳng lẽ tôi lừa bà. Cái bà đã bà nghe bà sợ, bà run, bà nghe địa ngục bà ớn à. Cái bắt đầu bà qua bà xin lỗi, bà trả nợ rồi, bà trả rồi xong xuôi hết rồi. Tối ông xuống lại, tối ông xuống địa ngục cũng thấy cái gốc sổ là còn gấp, nhưng mà tên bà biến mất. Wow, hay vậy ta. Cái này là câu chuyện trong văn sao Ấn Tổ kể. Vì sao mà cái tội bà này bị mất vậy, tan vậy? Bởi vì do bà qua bà xin lỗi được người khác, là xin lỗi là tiêu tội, hiểu không? Đó, ví dụ mình với người đó đang có chuyện xích mích vẫn nhau, mình qua mình xin lỗi họ, họ tha mình không? Thực sự xin lỗi họ tha mình thì tự nhiên cái lòng của người đó không còn oán hận mình nữa, cho nên cái tội mình mất. Nhà Phật gọi là sám hối, biết không? Thì bây giờ mình lỡ ăn thịt, mình ăn bao nhiêu súc sanh rồi, hôm nay mình tụng kinh niệm Phật, mình hồi hướng cho nó, mình sám hối hết không? Hết, với điều kiện đừng ăn nữa, chứ còn mỗi ngày ăn mình sám hối rồi hết. Hiểu không? Chứ có nhiều người ta nói chứ, nhà Phật sám hối hay lắm, thôi sát sanh tạo nghiệp ác rồi sám hối nó hết tội. Cái kiểu này nhà Phật không có thể chấp nhận được. Sám hối là ngăn ngừa lỗi trước và không làm lỗi sau, tiếp tục làm lỗi mới không làm, mà ăn năn những lỗi mình đã làm mà không làm lỗi kế tiếp thì mới gọi là sám hối. Ngoài cái việc đó mình còn thêm niệm Phật tụng kinh hồi hướng cho cái lỗi của mình, nhớ chưa? Rồi hôm nay những người ăn mặn bao nhiêu người đâu, mấy người bên khiếm thị mọi người đâu, ai ăn mặn giơ tay lên thầy coi. Giơ cao lên. Rõ ràng đâu có gì đâu. Ăn mặn mình giơ tay đâu. Ai có trời, mấy người kiếm thị giơ tay hết không ơi. Chết không. Bốn ngày ít quá. Thôi bữa nay lên 10 ngày đi. Rồi giờ bữa ăn chay ngày, ngày nào cũng ăn luôn đi. Nha. Rồi trời, kiếm thị là ngưỡng mộ thầy. Từ ở ngoài Quế vô trong này thuê xe, không thấy đường thấy xá, vô tới trong này bữa nay phải về thay đổi ăn chay niệm Phật tu hành, để đời sau mình có thể là thành người không bị mù, hoặc giả mình về tới phương cực lạc được thiên nhãn thông, đúng không? Rồi bây giờ như vậy, hôm nay Giác Nhàn chia sẻ về cái việc mà sát hại sanh linh đó, để thọ mạng mình ngắn và gây bệnh hoạn, và gia đình mình rắc rối nhiều chuyện xảy ra, thì mọi người nên hưởng ứng cái việc ăn chay để cứu môi trường. Có một cái nhóm ở trên mạng trẻ thôi, nhóm này nó lấy cái bạn trẻ từ 30 tuổi trở lại, nó ghi thành một nhóm là gì? Hưởng ứng ăn chay cứu môi trường. Là những đứa nhỏ này, nam nữ có, nó thành một nhóm trên mạng đó, không có biết là nó ở đâu hết, ở Úc, ở Mỹ, ở Canada, toàn thế giới. Một cái nhóm này rất nhiều người, trẻ thôi mà nó thành một cái nhóm là ăn chay để cứu môi trường. Là nó thành một cái nhóm, cho nên nó phổ biến ăn chay rất mạnh mà rất khoa học luôn. Cho nên thành ra Phật giáo của mình là gì? Rất khoa học và đi trước thời đại không? Ăn chay để cứu môi trường và ăn chay để làm cho cơ thể mình được mạnh khỏe, sống lâu già, đặc biệt như vậy. Thì đó là cái việc hôm nay Giác Nhàn chia sẻ về cái việc nghiệp sát sanh, nên ăn chay tránh cái nghiệp sát sanh để thọ mạng kéo dài, nhớ không? Rồi. Cái vấn đề thứ hai đó là hôm nay muốn nói đến cái việc đó là cái pháp môn tịnh độ là pháp môn liễu sanh thoát tử trong đời này. Cái chỗ này quan trọng. Nhưng mà cái pháp môn tịnh độ này phải cần cái trợ hạnh ăn chay và phóng sanh. Bởi vì ăn chay và phóng sanh thọ mạng kéo dài để có thời gian mình niệm Phật. Hiểu chỗ này không? Thế như vậy hôm nay cái pháp môn tịnh độ này cần thêm trợ hạnh là trì thần chú đại bi, là Tổ sư Ấn Quang trì một ngày 75 biến. Nếu có tro đó, có tro thì trì, còn thầy hôm nay trì vô nước, trì vô bột. Mình có cái gì mình trì vô gạo cũng được, trì vô nước cũng được. Thì ngài trì nếu mà vô nước, vô tro để tặng cho người ta đó, thì một ngày 75 biến. Mà có nhiều người tu tịnh độ, có một số các thầy, hồi xưa chúng tôi cũng vậy, nói nếu mà niệm Phật mà trì đại bi nữa sen tạp. Nhưng mà thực ra cái này á, sen tạp và trì đại bi á, là những người mà lại là thượng căn, họ không còn chú đại bi thì không sao. Còn bậc hạ căn như chúng ta, Ấn Tổ nói đó, là phải cần có thần chú đại bi để hộ quốc, hộ thân tâm. Lắng nghe cái chỗ hộ quốc, hộ thân tâm nè nha. Thần chú đại bi là tổng trì Đà La Ni, trì một ngày năm biến. Lắng nghe nè, trong kinh Đà La Ni, mà riêng đối với Giác Nhàn á, là nói là phải 50 biến. Bây giờ Tổ sư Ấn Quang này nói cái tâm của mình không được định,
Cho nên các bậc mà cao tăng họ tâm định, họ chỉ còn 5 biến mỗi ngày, thì người này không bị ác quỷ, không bị thuốc độc, không bị bùa yếm, và không bị tất cả chết bất đắc kỳ tử vì xe, vì đạn, vì nước, vân vân. 5 biến nha. Đây là Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn phát nguyện, ai trì đến thần chú của con phát trước Phật Thích Ca Mâu Ni á, là 5 biến mỗi ngày trong kinh Đại La Ni á, thì người này được thần chú Đại Bi gia trì, không chết bất đắc kỳ tử. Chết đắc kỳ tử nghĩa là chết cửu hình tử, chín loại chết: chết đạn, chết nước, chết bị trù yếm, chết bị trúng gió, chết bị treo cổ. Hôm bữa có con nhỏ với Bình Phước đang trì Đại Bi ngon lành, không biết sao đó rồi bắt đầu nó không trì Đại Bi nữa, cái nó đòi chết không, nó cứ đồ uống thuốc tự tử không. Cái thầy gọi xuống, thầy nói cái cô đó, cô Hợp có hay cúng dường kinh lắm, cô nói bé Hường bữa nay sao nó cứ đòi chết không thầy. Thầy hỏi, ổ hôm trước nó trì 108 biến với cô, bữa nay nó có trì không? Nó kêu không, bữa nay sao nó không trì nữa mà mặt mày nó tối thui, nó nằm 2 ngày rồi, con nói gì nó nói cũng, bà không có quyền nói tôi. Rồi thầy gọi, thầy hỏi nó ra, thì nó kêu mấy nay con muốn chết không à. Thầy kêu là cấp kỳ ngày mai trì Đại Bi, sao bữa nay bỏ tu mà muốn chết? Khi mà chết tự sát của mình tự giết mình tự sát á, là mình tự sát hại thân của mình, là một cái nghiệp sát sanh rất lớn, cha mẹ chưa báo hiếu, rồi mình tự giết mình như vậy là cái chuyện này là sát hại, là phải đọa lạc. Nó nghe vậy xong sáng ngày mai nó trì thần chú Đại Bi, mất ý niệm nó liền. Cái tần số trì thần chú Đại Bi tương thông, gọi là kết nối với Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn là Bồ Tát Quán Thế Âm, gia trì cho mình những ý niệm mà muốn chết, những ý niệm tự tử, những cái ý niệm mà khổ đau, nó bị thần chú Đại Bi quá giải rất mạnh. Mà lấy thần chú này làm trợ hạnh không được làm chánh hạnh, trợ hạnh rất đắc lực cho pháp môn niệm Phật. Hôm nay giới thiệu thêm cho quý vị lắng nghe cho kỹ nha. Nếu ai trì một ngày 5 biến, trì tức là tụng, nếu mà mình đọc ở trong kinh mà mệt chút nữa tặng cho mỗi người một cái máy, khi mở cái máy ra lắng nghe nè, giờ nghe nghe cái tốc độ trì Đại Bi nè nghe. Nam mô Đại Bi hồi thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi. Là chúng đọc với thầy chúng luôn nghe. Bồ Tát Nam mô Đại Bi hồi thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn vô ngại Đại Bi tâm đà ni. Nam mô A Di Đà Phật. Ra 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 ra. Nam mô A Di Đà Phật. Lo yến đế tướng mang đời gia bồ đề tăng đà ma gia ma. Nhớ nghe, khi mình tụng để cái máy mình mở vừa phải, mình đọc đúng âm thanh này, đừng nhanh quá. Hồi nãy quý vị vô bị nhanh, mà khi mình hơi nhanh mình phải ngưng lại để mình nghe cho nó kịp với âm thanh trong máy. Mà tụng nhỏ thôi, khi tụng vừa nhỏ thì không bị tổn khí mệt. Hồi nãy giờ thầy đang ráng, thầy nói dữ lắm, âm thanh này nó không có được rõ, thầy sợ quý vị không nghe đó, thầy mệt. Nhưng mà điều thầy thích quá cho nên là nó quên cái mệt, cho nói vậy là mệt dữ lắm. Nhưng mà phải nói thôi, bởi vì không biết khi nào gặp nhau để nói nữa. Lắng nghe nè, mở cái âm thanh này ra nó dìu mình. Khi mình tụng một hơi dài, mình ngưng, mình hít vô, nó không bị gián đoạn đúng không? Giờ lắng nghe cho kỹ, tụng lại để biết nè nghe. Mà khi tụng là ngồi trên ghế, dầu cho trước bằng Phật. Hồi sáng thì ở trong nhà cô Phật tử, cô nói không, cô cung kính lắm, cái đàn của nhà cổ rất trang nghiêm, mà cô nói con ngồi trước bằng Phật con sợ mang tội. Cái không, bắt cái ghế ngồi trước bằng Phật một bên, đừng có ngồi trước Phật. Không sao, Phật hoan hỷ, bởi vì mình ngồi dưới đất nó mỏi chân quá. Tụng kinh ngắn có thể ngồi được, phải không ạ? Rồi mình lễ Phật có thể là mình không có cần ghế, nhưng mà phải có một cái ghế trước bằng Phật, có chỗ dựa như vậy để mình nhiều lúc mình mỏi mình ngửa ra một chút Phật cũng quan hỷ, không sao đâu. Không thấy mình mỏi không kia thôi, cho nó dựa một chút cũng được, sao? Hiểu không? Giờ lắng nghe thần chú Đại Bi để mình tụng theo nha. Tối nay về là nhận được cái máy này phải là một ngày 54 biến cho thầy thì xứng đáng lắm, xứng đáng lắm. Mà tụng khoảng tuần là thấy trong người khác à. Nếu mà 108 nữa thì nó có hiệu ứng nhanh ở trong tâm biên quan âm cảm ứng lục. Hình như thầy nghe có nói câu chuyện á, mấy thầy đọc là mọi người mù họ trì Đại Bi mấy năm sau hết mù, mà họ không có mong hết mù mà tự nhiên cái pháp nó tiêu nghiệp, mà sao hết mù hay ghê nha. Không biết mấy người mù này trì có hết không, nếu mà không hết thì mình về cực lạc cũng được nha, không sao nha. Giờ lắng nghe lại cái âm thanh của thầy rồi tụng theo cho em nghe. Bà Nam Mô Đa Ra Cần Trị A Di Ma Bà Đa Sa Mê Thắng Bà A Tha Đầu Du Bằng A Thầy Dân Thắng Bà Thắng Đa Nam A Bà Đa Ma Bằng Đăng Đầu Đăng Điện Tha Thắng A Bà Lô A Lô Ngài Đế Ngài Lê Đế Di A Di Ma Bồ Đề Thắng Đa Thắng Bà Thắng Bà Ma Đa Ma Đa Ma A Ma A Di Đà Dân Công Lô Công Lô Yến Mông Lô 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 Bà Sa Gia Đế Ma Ha Bà Sa Gia Đế Đà 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 Đi Đi Ni Thắng Bằng Đa Gia Nhớ Đa Gia Đa Ma Ma Bằng Ma Ra Mục Đa Lệ He He Thắng Na Thắng Na Ra Sa Bà Ra Sa Lạ Bà Sa Bà Sa Bà Ra Sa Gia O lo o lo ma ra o lo o lo e ri ta ra ta ra thắng ri thắng ri lo 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 bồ đề già bồ. Rồi ngưng lại đi. Trời tụng giỏi quá ta. Giờ lắng nghe nè. Hôm nay không phải để tụng mà để nói hướng dẫn về nhà tụng. Lắng nghe nè, lắng nghe cho kỹ nè.
Cái tốc độ này thầy nghiên cứu kỹ rồi, hơi nhanh với quý vị chưa quen, mà theo kịp rồi vọng tưởng vô không được. Nó có suy nghĩ nhưng mà nó mất liền, hiểu không? Còn nếu mà tụng như vậy vọng tưởng nó vô nè: Thiên thụ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hát ra đắc na đa ra dạ gia nam. Một là hôn trầm, mà tụng như vậy là hôn trầm chắc luôn. Nó chậm quá, nó bị tư tưởng mình á, hôn trầm, vọng tưởng chen, vọng tưởng xen vô. Còn lắng nghe nè, nếu tốc độ này á, vọng tưởng vô không được. Nó vô tức là nó suy nghĩ nhưng mất suy nghĩ, mất suy nghĩ, mất. Mình cứ bám theo kêu trì chú thì vào tầm. Nếu mà một nhịp cổ trong này là 54 biến, 50 biến một tiếng đồng hồ, một tiếng 7 phút, mà tầm khoảng nửa tiếng là quý vị thấy là bắt đầu vọng tưởng nhẹ rồi. Nhớ không? Như vậy là các cách mình trì là mình ngồi lên ghế và con mắt của mình mở, mở 1/3, mở 1/3 coi, hí xuống coi, nhìn thầy hí nè. Bữa mắc cười có cái cô ở Sài Gòn, cổ lên cô nói sao mà thầy kêu con hí hí mà con hí không được, con hí nó cứ chớp chớp, bà mỗi lần bà hí vậy nè. Trời ơi, thầy mắc mấy người khiếm thị khỏi hí rồi, khỏi hí rồi, có thấy gì đâu nữa hí, đúng không? Nhưng mà con mắt của mình nếu mà như người khiếm thị mà người ta có tu á, thì con mắt này nó không nhìn tùm lum, nó không đắm đuối vô, nó không có thành là lục tặc, thì nó cũng yên ổn nha. Nhưng mà con mắt mà có mà để nhìn Phật trang nghiêm thì nó cũng là phước báu. Mà mù cũng là một người thiếu căn thiếu phước, mà họ biết tu á thì không sao, thì vẫn là tốt. Thì như vậy con mắt của mình mà bị chớp nhiều quá là cái thần mình không có định, tâm mình không có an, thì mình nhắm lại hoặc giả mở hơi lớn một chút và tập làm sao để nó hí 1/3 là con mắt của mình nó nhiếp được và cái tâm mình nó định, hiểu không? Hí rồi, hí 1/3 coi được không? Nó không có chớp phải không? Không có chớp là được rồi đó. Rồi tụng thần chú đại bi này để hộ thân hộ quốc là sao? Ấn Tổ nói chỗ này, ví dụ hộ thân của mình là mình ra ngoài đường, như hồi sáng thầy đi anh chàng đó anh lái xe, nói chuyện là nói ví dụ chứ không phải chù ẻo gì, tự nhiên sao tự nhiên mất thăng bằng, mất thăng bằng tay lái không làm chủ được nữa, hoặc giả cái xe nó sự cố bu lăng không có theo ý mình được nữa, nó chạy một đường mình lăn một ngã rồi tông cái rầm vô, đó là gì? Đó là nghiệp mình phải trả. Nhưng lắng nghe nè, nhưng nếu có thần chú hộ thân nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất, thầy dám chắc luôn. Hiểu chỗ này không? Ai có nói rằng tôi tu tịnh độ tôi không trì đại bi là do không thuộc, ông không thuộc, ông không thích. Còn chúng tôi đang nói là chuyện của tổ Ấn Quang đang trì đại bi một ngày 50 biến, hiểu không? Có tổ, có sách đàng hoàng, có nhiều thầy nói trời ông thầy nhà chứ ông niệm Phật bữa nay ông bị đặt gì đại bi. Quý vị thấy coi thử coi, tất cả các kinh với thầy vô làm lễ đều có đại bi trước đúng không? Tổng trì Đà La Ni mà. Hôm nay chúng tôi tán thán là có căn cứ, đó là tổ Ấn Quang ngài sử dụng cái thần chú đại bi. Một ngày 50 biến, 75 biến là hộ thân, hộ quốc. Để chúng nữa đang nói hộ quốc nữa cho nghe nè. Như vậy hôm nay mình đi ra ngoài đường, vừa rồi chúng tôi có nói có một cái anh chàng, anh lái xe taxi từ ở trên Đà Lạt chạy xuống, ảnh là có vợ, mà cái ông Hà đó là cha vợ của anh chàng này, mà ổng chết đi rồi 49 ngày á, là ổng kêu là xuống chùa cúng, là trước khi ổng chết á, ổng nói 49 ngày tất cả cúng phải về chùa thầy nhàn cúng. Bây giờ chủ nhật hay giờ tôi đó tôi tu cho nên phải cúng dưới đó, mà cứu gia đình quên 49 ngày chỉ cúng trên Đà Lạt không. Đứa con trai, đứa con rể chứ, đứa con rể từ Đà Lạt xuống tới ngay đường cao tốc đường đi vô chùa thầy không chạy được nữa, coi như là đuối, mắt không làm chủ được, nhắm khì lại luôn, không thể nào mở mắt chạy được. Cuối cùng tới ngay trước ngay cửa chùa thầy mà phía bên kia phải đứng lại, không cách nào chạy được. Bị ông già vợ khống chế mất, tư tưởng bị khống chế mất. Cuối cùng sao? Đứng xe lại vừa hiu cái thấy ông bước lên liền. Ông nói là gia đình của con rể gia đình mà kêu cúng 49 ngày cho cha với chùa thầy nhà không cúng. Ông la như vậy. Vừa ông la vậy xong là thấy ông bước xuống cái tỉnh chạy tiếp. Nếu có trì thần chú đại bi, ổng lên đó ổng cũng trì, hoặc giả nằm mơ thôi chứ không khống chế mình nổi. Bởi vì thần chú đại bi là tần số của Phật Bồ Tát, chứ không phải tần số bình thường có thể người ta khống chế mình được. Hiểu chỗ này không? Không phải mình không có cái sự mà người vô hình để khống chế người hữu hình. Có, với điều kiện là tinh thần mình quá yếu, hiểu không? Tinh thần mình quá yếu, hoặc giả oan gia nhiều đời, mình giết họ, bữa nay họ vô họ nhập họ đòi mạng, có.
Nhưng mà nếu người này trì thần chú đại bi lâu ngày thì họ đến họ trì thần chú với mình, họ siêu thoát chứ không khống chế được tư tưởng. Hiểu chỗ này không? Đó là họ thân, hiểu họ thân không? Họ thân với các cảnh giới. Rồi, đang lúc lâm chung hoặc giả là đang lúc mình niệm Phật gần lâm chung, niệm danh hiệu Phật lên là người này đang cảm thông và kết nối với tần số của Phật. Cho nên các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người trời không thể nào dắt mình đi được hết. Hiểu chỗ này không? Hiểu chỗ tương thông không? Nhưng mà lúc đó sợ mình niệm không nổi, bởi vì hằng ngày mình không có công phu. Lúc đó mình sợ chết, rồi mình sợ đau, sợ bệnh, rồi bắt đầu gặp nhiều cái hoảng sợ, cho nên tần số này bị rung động rồi, bị nhiễu loạn rồi, không niệm Phật được, cho nên thành ra Phật không thể tiếp dẫn mình đi được. Cái này là tần số khó học. Còn nói về nhà Phật gọi là sự cảm ứng tương thông. Quý vị hiểu không ạ? Đó, như vậy khi mà tụng thần chú đại bi này ở đâu thì có các vị thần chư Long Thiên hộ pháp, chư Phật Bồ Tát đến để hộ trì, cho nên cái máy này là thầy mở ở nhà suốt luôn. Và âm thanh thần chú này ở chỗ nào thì các vị hộ pháp tới đó. Còn nếu mà mình tụng nữa thì cho bản thân mình tốt, còn mình mở thì trong nhà mình rất tốt. Hiểu chỗ này không? Còn nếu mà mình mở những cái âm thanh buồn khổ, những âm thanh mà gọi rằng là kêu những cái tiếng rùng rợn trong nhà, thì nhà mình có âm khí và mình hay sợ sệt. Còn nếu mà âm thanh thần chú đại bi và niệm Phật thì trong nhà mình sẽ gì? Sẽ yên tĩnh. Cái chuyện này dân nhàn tin. Có ông thầy đó, ông bạn, ông dưới Madigui á, ông thích mở kinh A Di Đà, ông mở suốt luôn. Cái kinh A Di Đà chúng tôi có nói với cô Yên, cô in cái cuốn kinh đẹp quá chừng luôn. Kinh A Di Đà có cúng ngọ, chúng tôi đang để cúng ngọ, cúng thí, phóng sanh trong này luôn. Đẹp không? Có lò xo lật ra lật vô nó không có bị vướng. Chúng tôi đang chuẩn bị in 5.000 cuốn, chừng nào in xong tặng cho quý vị. Mới in 500 cuốn để ở tại chùa tụng, hôm nay đi theo, chúng tôi đi đâu cũng mang theo để tụng. Thì đang in chuẩn bị nói có 5.000 cuốn để quý vị biết á, là gọi điện vô thầy Nhụ Phiên, chúng tôi sẽ tặng cho quý vị miễn phí. Chúng tôi có là cho, chứ không có bán. Mà cho nó nhanh hết hơn bán nó lâu lắm. Thì như vậy là cái này chúng tôi sẽ tặng quý vị để quý vị mang về tụng kinh. Ông thầy nào không thích tụng kinh dây đà, mà khi ông mở ra là chim chóc nó tới, mà cây cối đồ nó xanh tươi, mà trong đó nghe tiếng kinh tiếng kệ rất quan hỷ. Cho nên hôm bữa trước khi đi đây, chúng tôi nói với chủ bá ở trên tỉnh thất á, là mở Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát suốt luôn, đến thời công phu thì tắt. Mà trong nhà nào mà mở như vậy là gạo nước trong nhà quý vị bắt đầu là đánh tan đi những cái khí âm u, hoặc những cái không khí mà u buồn út ức, những không khí mà nặng nề nó sẽ đánh tan. Chúng tôi dám chắc là như vậy. Nhưng mà mình tụng suốt ngày tụng đâu có nổi, đúng không ạ? Phải cần có cái máy chứ, đúng không? Cần cái máy mở ra. Cho nên làm cái này gần đến 10.000 cái, đến gần 2 tỷ mà cho như tôm tươi đắt luôn. Ngày nào cũng người sinh hết trơn. Hôm nay cho cái gì? Ai nhận không? Giơ tay coi. Ai mua đâu? Giơ tay coi. Thôi này cho trong cái bán đâu mà mua. Không, lắng nghe nha. Buổi sáng hôm nay là buổi sáng lý tưởng, đúng không ạ? Giờ lắng nghe nữa nè. Trong này có cái cách lễ Phật mà bây giờ không có cái chỗ để lễ. Quý vị coi, lên trang web vô lượng thọ.vn, 4 giờ sáng vô thấy tụng kinh và lễ Phật, nhìn vô đó để lễ theo. Rất dễ. Mở ra một câu niệm trong máy, một câu lễ. Hồi sáng chúng tôi lễ cho cái cô chủ nhà khách sạn với mấy người trong gia đình á, họ nghe họ quan hỷ cực kỳ luôn. Họ nói rằng là cái cách lễ này khỏe, nhẹ, dễ chịu. Một câu máy, một câu mình, lên xuống nhịp nhàng lễ 2-3 tiếng không mệt. Bên đây mấy thầy ở khu chân tu từ 2 giờ đến 6 giờ chiều là 4 tiếng không mệt. Bây giờ cái cách lễ này nó vận hành cơ thể và làm rất là khỏe. Trong cơ thể mình khi mà mình lễ Phật mà nhịp nhàng, cơ thể mình mà thoải mái. Nếu mà thể dục mà theo như đá banh nè, thể dục chơi tennis nè, những cái thể dục mà mạnh á, thì nó chỉ có chân hoặc tay thôi, chứ còn toàn thân nó không có làm giống như lễ Phật được. Quý vị để ý coi, bơi lội chỉ có tay chân thôi, chứ còn lễ Phật là năm vóc, đứng lên ngồi xuống vận hành, máu huyết lưu thông và cơ thể con người này sẽ khỏe và nghiệp nó tiêu, trí huệ phát sanh, thân thể không bệnh tật. Cho nên quý vị một ngày 24 tiếng đồng hồ, quý vị để ý coi, ăn uống ngủ nghỉ làm việc, cuối cùng 2 tiếng đồng hồ tu một ngày tu cũng không nổi. Thì vài bữa nữa quý vị giảng sanh đi đâu? Giảng sanh Tây Ninh. Chẳng phải Tây Phương đúng không? Tây Ninh nó gần ở dưới Sài Gòn á, nó gần ở bây giờ Hóc Môn không? Chúng tôi nói giá chót quý vị một ngày phải lấy cái lẻ 4 tiếng đồng hồ, sáng 2 tiếng, tối 2 tiếng. Đó là tu mà tu gọi cầm chừng. Mà từ khi mà công việc xong rồi buông xuống đó là phải là 20 tiếng, còn lại 4 tiếng ăn ngủ thì người này bắt đầu vô công phu. Mà khi mà người mà vô công phu họ niệm Phật suốt thời gian nhiều, họ không có đói, họ không có mệt. Tâm họ rất an vui và họ thấy đây là tài sản của họ. Còn mình hiện tại tài sản là gì? Lắng nghe nè.
lắng nghe nè. Người giàu tài sản là tiền bạc, nhà cửa, của cải, vật chất quá nhiều, vài trăm tỷ, vài nghìn tỷ, lớn thiền lớn sống, cuối cùng sao? Lo toan tinh thần tổn thương, ăn ngủ không được, lo đủ thứ hết rồi cái bắt đầu gì? Chết sớm. Chết sớm rồi để lại cho con cái, con cái tiếp tục theo cái vết như vậy nữa, rồi làm gì? Cuối cùng chết nữa, thọ mạng hết là không hưởng được. Người niệm Phật gì chú ăn chay phóng sanh, thọ mạng kéo dài, của đó hưởng đến trọn đời. Và trước khi ra đi, của này phân phối chỗ nào cho từ thiện, chỗ nào cúng chùa, chỗ nào cho con cái, cái trí tuệ Phật sắp xếp cho mình gọn gàng để một chuyến về ta bà sống ở đây 5 năm, 20 năm rồi ra đi rất là ổn thỏa. Còn không thì ra đi một cách vội vã, chết bất đắc kỳ tử, bỏ lại cho người ta xài, ăn chung vào tội riêng, tạo bao nhiêu nghiệp xấu ác, phải đọa lạc, bây giờ người ta hưởng. Cái chỗ này là cái chỗ xăm sâu này, nên hiểu cho kỹ, không phải là nói cái chuyện này ra rồi mình sẽ bi quan đâu, không phải đâu. Nói như vậy rồi mình không làm ăn nữa à? Làm chứ, làm nhưng mà phụ, đó là giả. Sống ở ta bà 100 năm chỉ là quán trọ thôi các bạn à. Sau khi 100 năm rồi, nếu mà người này niệm Phật về cực lạc, sống là vô lượng đời tuổi, thành Phật luôn. Còn nếu ở cõi này chỉ 100 năm mà tạo nghiệp xấu ác, chỉ 100 năm mà đọa lạc không biết bao nhiêu đời kiếp. Chỗ này tổ sư Ấn Quang Khải Thị thấm thía nè, lắng nghe chỗ này nè. Chỉ sống có 100 năm mà 100 năm đó là người giỏi, chứ thường 60 năm, 30 năm, 20 năm. Một đời có mười mấy năm, có đứa là mới nằm trong bụng mẹ bị phá thai luôn rồi. Cho mình 60 năm đi, 60 năm mà tạo ra bao nhiêu nghiệp xấu ác, coi đi, cái miệng của mình ăn bao nhiêu loại thịt rồi. Tổ sư Hân Quang nó viết cái thư nói với bà đó: tôi chưa nói những tội khác, riêng cái tội ăn thịt của bà từ trước đến giờ đó ngang, tội ngập trời, bao nhiêu con súc sanh đó không tha bà đâu, chưa nói tội khác. Cho nên bây giờ bà phải ăn chay niệm Phật đi, mau mau cho không kịp đây. Chỗ này phải tâm huyết, nghe cho kỹ. Như vậy là ở trong cõi này, trong thời gian ngắn ngủi có 60 năm, 70 năm, 100 năm mà tạo nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, tham sân si, gọi là 10 nghiệp ác, để rồi phải vô trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, vĩnh kiếp luân hồi. Tan thương không? Đáng thương không? Quá đáng thương, bởi vì người đó không gặp Phật Pháp. Ở cõi này không phải là có được của cải vật chất là may mắn đâu, nó là tạm lắm, gặp được Phật Pháp trăm ngàn ức kiếp hôm nay gặp là may mắn đấy. Quý vị tin điều này không? Nói vậy không phải ăn ủi. Nói như vậy là không những an ủi những người nghèo đâu, mà sự thực đấy. Phật có nói là gặp được của cải vật chất, bảy báu, châu báu, ngọc ngà là may mắn trong trăm đời ức kiếp không? Không, không. Gặp Phật Pháp mới là trăm ngàn ức kiếp, mới là may mắn. Còn người có của cải vật chất, nếu là người này có tâm tốt thì là giúp cho họ tốt, còn có tâm xấu họ hưởng phước, họ tạo nghiệp. Hôm bữa chúng tôi có nói với cái cô ở dưới khách sạn mà ở dưới Quy Nhơn đó nghe, cô cho chúng tôi và đại cả đoàn ở không có lấy tiền. Chúng tôi nói thẳng với cổ, thầy hay nói thẳng, cô nghe được, cô hiểu, cô tu là cô tốt, còn không là rắc rối xảy ra với cô. Cô hỏi làm sao? Từ khi khách sạn cô xây ra đây 2 năm, 2018 đến hôm nay, mà cô bán nhà hàng trong khách sạn, yến tiệc trong khách sạn, rồi đám tiệc trong khách sạn, rồi đặt tiệc trong khách sạn, rồi những cái ngày hội nghị đồ đủ thứ hết trơn, đồ mặn. Tuy rằng cô không trực tiếp giết, cô mua những đồ mặn đó, cô mang về, cô làm cho người ta ăn, cô gián tiếp bao nhiêu súc sanh ở trong này, cô biết không? Thay vì trong mạng của cô lấy tiền này gửi ngân hàng, hoặc giả là cô làm một cái nghề khác, cô nói không, con là nông sản chính, cái này là phụ. Mà con này có phước báu ghê, thì cái khách sạn kinh hồn lớn ở dưới ngay chỗ Quy Nhơn mà cô nói là phụ, giao cho con trai cô làm, con này có phước báu. Nhưng mà chúng tôi nói chuyện phụ hay chuyện chính gì không nói, con của cô với cô làm là cộng nghiệp sát sanh, một ngày không biết bao nhiêu người ăn những loài súc sanh trong này. Cô tưởng như vậy là ổn đúng không? Không ổn đâu. Những loài súc sanh đó nó không có tha cho cô đâu. Bây giờ nó chết là do nó bị cái nghiệp báo mà cô sát hại, nó chưa báo thù được là do cái phước cô còn, chứ không là từng cô chết là đòi mạng cô. Nếu được là bây giờ cô thay đổi là chỉ khách sạn không thôi đó mà. Còn riêng về hội nghị đó là bây giờ cô phải làm cách nào để hoán cải, chứ còn không là thay vì mình sống một đời này 70-80 tuổi mà cô sát hại sanh linh như vậy đó, thì thọ mạng cô ngắn một thời gian coi chừng rắc rối. Cái này là thầy nói y trong kinh chứ không phải hù dọa.
Ở ngoài đời người ta cũng có làm, người ta làm nghề may, một số nghề rất lành mạnh người ta cũng sống. Mà sao mình là nghề sát hại, mình lại làm những cái nghề xấu ác như vậy? Cô quá giàu có so với của cải của cô cần gì làm cái này? Nhưng mà cũng khó gỡ cô. Khó gỡ đó cô à, không phải dễ gỡ đâu, bởi vì nó thành nghiệp rồi. Nghiệp đây là thành thói quen quá lâu dài rồi. Bây giờ nếu mà khách sạn cổ mà không có hội nghị người ta không tới, không có ăn sáng người ta tới ít, không có ăn trưa, không có cho ăn luôn nấu tại chỗ người ta tới ít, không bằng khách sạn người khác. Thay vì ít cũng được, nhưng mà gì không tạo nghiệp xấu ác. Nói coi cổ chịu. Mà cô này cô tu kinh lắm nha. Cô lạy một ngày 500-600 lạy, mà một chữ trong kinh Pháp Hoa cô lạy hết một bộ rồi, bây giờ cũng gần hết bộ nữa rồi. Thì kêu thôi, kinh Pháp Hoa lạy cũng tốt, mà tổ sư Ấn Quang nói mình lạy như vậy không bằng lạy Phật, bởi vì lạy kinh thì mình lạy nhiều chữ quá, khó nhiếp tâm, mà lạy Phật là lạy một Phật A Di Đà bằng tất cả kinh, tất cả Phật. Và lúc lâm chung Phật Di Đà ứng hiện cứu cô đồng ý cái chỗ này. Quý vị hiểu chỗ này không ạ?